Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Trưa nay ngày 2 tháng 12 thì em sẽ giới thiệu lại với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm hàng siêu Nhật đẹp đang có ở shop em và sẽ có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho những video những ngày cuối tuần anh chị ha. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Em đang có chương trình gom đơn đến ngày 4 tháng 12, tức là đến thứ hai thì em sẽ gom lại và đi đơn, và những cái đơn hàng anh chị mua trong những ngày cuối tuần em đều miễn phí vận chuyển hết anh chị nha, và chỉ áp dụng cho những cái video trong những ngày cuối tuần này thôi. Shop em thì luôn có thu phí ship nhưng mà đang có chương trình khuyến mãi nên mới có miễn ship thôi anh chị ha. Và em sẽ nhận chuyển khoản 100% đi đơn chứ không nhận cọc và cũng không có ship code anh chị ơi. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu lại cho anh chị một cái clutch cầm tay của thương hiệu Polo Ralph Lauren. Cái này là thương hiệu của Mỹ anh chị. Và y như em đang cầm ở trên video thì nó sẽ có độ cũ ha. Người ta có sử dụng nhiều, độ mới nó khoảng 70% thôi. Da thì là da heo rừng và rất là xịn. Nhưng mà do người ta sử dụng nhiều để lâu thì nó sẽ có những cái độ sờn ở trên những cái góc đồ này kia. Đối với hàng si những cái này không phải là gọi là lỗi đâu anh chị. Hàng si xài rồi thì bắt buộc nó phải có những cái vết này, có ít hay có nhiều thôi. Cái này thì nó hơi nhiều một chút và mình có thể để như vậy mình xài được luôn, nếu mà anh nào chị nào mình dễ tính ha. Còn mình kỹ tính một chút thì mình có thể xử lý đánh si hay là đem ra tiệm cho người ta xì ba lại cho nó mướt lên một chút xíu thôi anh chị nha. Rồi cái này chất liệu da thật và cái này gọi là da heo rừng, hàng hiệu của Polo Ralph Lauren của Mỹ, và còn cái logo đây. Và trên tầng khoen khóa người ta dập cái logo này luôn. Đó, còn cái dây nha, khoen khóa thì dập hiệu và đồng giả cổ, có khóa kéo miệng, bên trong là người ta lót vải nha anh chị. Polo này thì được made in Korea ha, sản xuất tại Hàn Quốc. Polo Ralph Lauren thì đa số mình thỉnh thoảng dữ lắm luôn mình mới gặp là made in USA, còn lại thì mình gặp sản xuất tại Hàn Quốc hoặc là Thái Lan là nhiều anh chị. Thì cái này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha. Góc cạnh chỗ này thì nó có hơi sờn nhưng mà không có rách lỗi gì đâu, anh chị yên tâm ha. Rồi, size ngang của túi này á, thì được là 21.5, cao lên là được 14, độ dày của nó sẽ được là 4.5. Mấy cái này không phải lỗi da mà là nó bị sờn nha anh chị. Rồi phía trước này có một ngăn nữa, bên trong lót vải xài ok lắm. Có cái tag Polo Ralph Lauren. Cái này giá của nó sẽ là 480.000. Mã là T72, 480.000 anh chị nha. T72 giá 480. Trưa nay thì em có một ít cái sản phẩm đang được sale một ít thôi. Còn hàng mới thì anh chị đợi em vào những video sau ha. Một cái túi thương hiệu Bailey, hàng hiệu của Thụy Sĩ anh chị. Túi này thì mình đeo chéo, đeo vai gì cũng đẹp hết, và mình về mình lau chùi sơ sơ là ok ha. Và ví dụ những cái túi mà nó có bị dính dơ như vậy thì trước khi gửi cho anh chị thì em đều có lau chùi sơ qua bằng Vaseline rồi, dưỡng da sơ sơ rồi, chứ em thì không có đánh si nha anh chị ơi. Mình nhận nguyên bản y chang vậy thôi chứ không có đánh si, không có xử lý spa gì đâu anh chị ha. Rồi size ngang của cái túi này thì được là 25 nhân với lại 18 nhân với lại 5. Mẫu này thì của nữ nha anh chị. Cái chữ ba lì này nó có hơi oxy hóa nhẹ cho nên nó cũng có cấn nhẹ trên cái da. Nói chung là hàng si thì mình không có yêu cầu quá cao được. Lâu lâu lắm thì mình mới gặp những cái mà độ mới siêu cao thôi. Còn lại như vậy không có rách lỗi đồ này kia, và mình mua hàng da thật đó để mình xài bền thì mấy cái này là phù hợp hết ha. Bailey made in Italy ở đây. Bên trong là người ta lót da nha anh chị. Lau chùi sơ là ok ha. Rồi cái này em đang bán với giá là 500.000. 500.000 ha. Chốt giùm em mã là T73, giá 500. Bailey thì thường là 2-3 triệu không anh chị. Cái này 500.000 là tại vì trên mặt da nó có hơi dính dơ và có hơi độ cũ nhẹ thôi. Mình xài như một túi da bò bình thường, phơm dán còn rất là đẹp. 500.000 mã T73, giá 500. Một cái túi hiệu Einer của Đức nè. Túi này em sale cho anh chị luôn. Túi này màu nâu đậm nha, nâu đen. Hàng hiệu này của Đức, nhưng mà thường những cái túi Einer thì họ xuất made in Italy nhưng mà cái hiệu thì xuất xứ tại Đức ha. Form này form đeo chéo. Form rất là dễ xài. Da bò hạt xịn sò luôn, size ngang là 21, cao lên là 15. Độ dày đáy của nó sẽ là được 7 cm. Cái túi thì độ mới còn cao khoảng trên 85%, nhưng mà là hàng cổ điển nha anh chị. Cái chữ Einer người ta dập cái hình chữ A, hình móng ngựa nè. Và đây là cái logo của hãng của họ luôn. Này cái dây thì mình tân đưa được luôn ha. Dây zin theo túi, nó không góc cạnh nó không có trầy sờn, không có bị cũ đâu anh chị. Và dính dơ trên bụi trên đây chút xíu thôi, và mình lau sơn cái là nó bóng hết lên liền. Bên trong là lót vải hãng luôn nè. Rất là đẹp nha, lót vải hãng luôn, hàng hiệu của Einer. Đó. Cái này em đang bán với giá 650 và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 580.000.
Đó, còn cái gì là em sale cái đó cho hôm nay luôn ha. 580.000 cho cái túi này. Vừa được khuyến mãi mà vừa được reship luôn anh chị. T74 giá là 580.000 cho cái túi này. Một cái clutch cầm tay của Burberry. Anh chị nghe mấy cái hiệu là mình thấy hiệu hiệu VIP của thế giới không á. Đó, và cái thú vui của mình săn hàng si là nó vậy anh chị. Có những cái nhiều khi em chưa có cầm lần nào đâu. Những thương hiệu này nếu mà không có bán hàng si thì chắc chắn mình không có cầm được trên tay rồi. Đó, và giới thiệu sơ lại với anh chị rồi sau đó em bán cho anh chị luôn. Và cái vui là mình khui hàng ra, nhiều khi nó có những cái hàng hiệu lớn mà mình chưa có gặp á, thì mình biết thêm một thương hiệu nữa này kia anh chị ha. Còn mình xài thì những cái này tuy là nó không có mới ken nhưng mà mình xài cực kỳ bền đó, xài những cái thương hiệu lớn của thế giới mà. Rồi cái này á, là da bò hạt nha, da thật Burberry, dòng này rất là cổ điển luôn. Và thường những cái sản phẩm Burberry hiện đại bây giờ mình mua ít khi nào mình thấy có ghi chữ made in nước nào lắm. À, nhiều anh chị hỏi em chứ Burberry của nước nào nữa, nó không có ghi. Và riêng cái này á thì người ta có được cái tag cho mình Burberry of London ở trong đây ha. Và sau đó thì đây chỗ này có ghi là made in Italy luôn. Cái hiệu thì xuất xứ từ Vương quốc Anh nha. Nhưng mà cái đúng rồi, made in Italy. Rồi, khoan để em xem cái túi này. Ok, rồi ha. Tưởng đâu là nó bị hư nhưng không phải anh chị. Cái này là cái người ta sẽ có cái hình của cái logo cái ông mà cầm cái khiên đó ha, không phải lỗi nha. Nó là cái lót vải sạch đẹp luôn, mới ken luôn, made in Italy luôn. Ở bên trong này thì có cái tag là Burberry of London. Rồi còn cái dây đeo luôn nè. Dây này mình muốn đeo thì đeo, không đeo thì thôi nha. Nhưng mà trên mấy cái nút này thì không có dập chữ nha. Rồi cái này là em đang bán với giá là 900 ngàn thôi. Giá rất là tốt ha. Góc cạnh này có hơi sờn nhẹ. 900 cho một cái túi Burberry hiệu xịn, hiệu VIP của thế giới luôn. 23 nè, nhân với lại 17 nha anh chị nha. 23 nhân với 17. Rồi tiếp tục. Một cái collet cầm tay hàng hiệu của Burberry, made in Ba Lan ha. Cái này là da mộc miếng, độ mới khoảng cỡ 79-80%. Nó sẽ có độ cũ theo thời gian và theo cái sự nhạy cảm của cái da này. Da mộc thì nó nhạy cảm lắm, mình đụng sơ chút xíu thôi, móng tay sơ chút xíu mình vẫn thấy cái vết thôi. Nhưng mà đôi khi thì những cái vết đó, những vết thời gian đó nó làm cho cái túi mình nó độc đáo hơn, nó hay hơn. Và anh chị nào mà mình thích xài hàng mộc, thích những cái dạng mộc mạc như vậy á, thì mình lại thích những cái dấu vết thời gian như vậy hơn trên cái túi ha. Rất là hiếm khi mình gặp được cái thương hiệu này mà độ mới cao hơn anh chị. Nó dày là mới lắm của cái thương hiệu này. Tại vì cái đặc tính của cái da nó như vậy ha. Rồi cái này thì nam nữ đều xài được. Da mộc miếng rất là dày luôn. Size ngang là 28, cao lên nó là được 21, độ dày của nó là 4 cm. Khoen khóa thì đồng giả cổ nè. Khoen khóa đồng giả cổ nha anh chị ơi. Rồi ở cái từng cái nút này thì người ta dập hiệu hết nha. Mất tiêu cái nét rồi. Đây cái mỗi cái nút này thì đều dập hiệu hết nha, và ghi chữ là Paris Classic ở đây, có khóa chìa luôn. Và ở đây là người ta sẽ có cái tag là Classic Paris ngay đây luôn. Và bên trong thì là lót da luôn anh chị nha. Bên trong là lót da có ghi chữ Paris nè, có cái tag Paris đây. Và có cái tag là Made in Ba Lan ở trong đây luôn, bên trong lót da. Và chỗ này nó do cái này nè, nó có xanh xanh và nó dính xuống đây chút xíu ha, không đáng kể đâu và không phải lỗi nha anh chị nha. Là do cái này nó ra ten xanh á, thường mấy cái dạng mà đồng đồng nó hay ra ten xanh và nó sẽ có dính vô trong đó chút xíu thôi. Và tổng thể cái này thì còn rất là đẹp, không có lỗi lầm. Bên ngoài thì nó có hơi sờn nhẹ chút xíu thôi. Cái này em đang bán với giá là 950 và sẽ khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 880 ngàn. Chốt giúp em mã là T75, giá là 880 ha. T75 giá là 880 ngàn cho cái túi này. Một cái cặp của thương hiệu Đát Luân Đôn luôn nè anh chị. Đát này cũng của nước Anh luôn, nhưng mà thường là những cái sản phẩm hiệu này họ sẽ những cái sản phẩm túi xách hay là ví hay là clutch rồi đó thì mình hay gặp là made in Nhật nha. Cái này cũng không ngoại lệ ha, cái này là hàng hiệu của Đát Luân Đôn đó. Nó cùng quê hương với cái Burberry đó, nhưng mà là nó được sản xuất tại Nhật nha anh chị nha. Cái này sản xuất tại Nhật và dạng cặp xách như vậy. Da thì là da bò xước tăm ha. Mình xài rất là tiện, mình khỏi sợ mình nó bị vết này vết kia đâu, tại cái dạng xước vân tâm này nhìn nó rất là sang và nó xài bền, xài đẹp luôn anh chị. Cặp này thì em thấy là anh nào chú nào mình hơi lớn con một chút hoặc là
nhu cầu công việc mình cần phải xách đồ nhiều, xách tài liệu hoặc là laptop bự á, thì mình xách cái này nó vừa ha. Dán này dán sách thôi, không có dây đeo nha. 39 nè. Nhân với lại 28, cái đáy nó được là 10 cm. Khoan khóa thì là còn sáng trưng. Cái túi này, cái cặp này thì độ mới nó khoảng cỡ 90% cộng luôn. Nhưng mà hình như nó mất chìa khóa rồi anh chị ơi. Mất chìa khóa, cái này không phải mất dây mà là nó không có thiết kế dây. Rồi bên trong là lót vải sọc đặc trưng của hãng Đát này luôn nha. Cái vải sọc này nhìn cái là mình định hình được liền, nó có Đát luôn. Sản phẩm này thì được made in Japan ha, do ACE sản xuất. Bên trong đây thì có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ đắp đắp nè, mà lót vải mình xài là vô tư luôn. Rồi mẫu này thì hôm nay em sale nhanh cho anh chị. Cái chỗ cái này nè, mình cài lên cài xuống thì nó có hơi trầy nhẹ chỗ này, nhưng nó nằm bên trong thôi anh chị ơi. Hàng si mà như vậy là quá mới rồi. Mấy cái chi tiết nhỏ đó thì mình bỏ qua, mình mới xài được hàng si ha. Rồi cái này sale rất là nhanh cho anh chị với giá là 1 triệu tròn cái cặp nha, 1 triệu. Chốt giùm em mã là T76, giá 1 triệu tròn ha. Bình thường mấy cái này là triệu 2, triệu 3 là rẻ, phải là giá 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đó cho cái túi xịn đó. Eyeliner thì em còn món này. Món này là cái túi da lộn của Eyeliner, foam hến luôn. Và foam hến này là hến đeo vai. Và anh chị nhìn như vậy chứ không phải nó cũ nha. Chất liệu da lộn thì mình hay thấy nó kiểu như nhung á, thì nó sẽ có kiểu như là trắng 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 vậy nha. Nhưng mà đó là cái đặc tính của cái da lộn, cái loại thuộc da đó thôi, chứ không phải là bị lỗi bị cũ nha. Túi này độ mới khoảng cỡ 85%, không có cái điểm nào mà dính dơ, dính đen hay là sờn nhiều để mà mình trừ điểm nhiều hết. Có qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp, và nó cũng là hàng hiệu của Đức ha. Ngang đáy là 37 nè, cao lên là 28, độ dày của nó được 14 cm, khoan khóa là dập hiệu hết luôn, từng cái khóa nhỏ này là dập cái hiệu nhỏ xíu xíu ra đây nữa nè, đẹp dữ lắm nha anh chị. Dây này cũng là dây da luôn, và dây này là mình đeo vai đó. Phơm hến này mình đựng được khoảng 3 bộ đồ, hoặc là chị nào mình hơi lớn con chút thì mình xách đi công sở vẫn phù hợp luôn, đựng 3 bộ đồ là ok ha. Bên trong là lót vải dập hiệu, đây có cái tag là Eyeliner ở đây ha, Eyeliner Munich. Rồi rất là đẹp, có một ngăn lớn luôn, ngăn khóa kéo nhỏ bên trong. Đây góc cạnh đáy này, góc cạnh thì nó có hơi sờn nhẹ nhưng mà rất là nhẹ so với cái độ đẹp của cái túi anh chị nha. Mình muốn bóng bẩy thì mình không mua hàng da lộn, còn nếu mình muốn chất lạ độc thì cái này nó không có cái thứ hai đâu. Cái này em đang bán với giá là 1450, chốt cho em mã là T77, giá là 1450 cho cái túi này, mã T77 nha anh chị, T77 1450. Em có một cái túi này là bằng da tổng hợp. Túi này bị lỗi rồi, em bán giá lỗi nha. Đây phía bên dưới thì ok nhưng mà lỗi quai anh chị, bên dưới là rất là ok nè. Đấy, da tổng hợp. Rồi size ngang miệng là được 23, ngang đáy là 30, cao lên là được 23 luôn. Cái phần quai, cái mặt trong của nó đó thì nó bị hơi bị bong bong cái mặt trong nè anh chị, thấy không, nó sẽ dính ra tay mình ha, nhưng mà nó trên cái phần quai thôi, còn phía bên dưới bên trong thì lót bên trong thì là lót vải luôn, hàng của Valentino luôn đó, nhưng mà nó cái phần quai nó lỗi nha. Cái này em bán giá lỗi quai nha anh chị ơi. Cái này em chỉ chốt giùm em mã số là T78, em bán cho mình với giá là 90.000, lưu ý là cái quai nó lỗi ha, 90.000 thì mình về mình thể lấy phụ kiện hoặc là mình xử lý thêm cái quai để mình xài. 90, mã là T78, lỗi quai nha anh chị ơi. Rồi tiếp tục một cái túi da bò màu xanh, sale cho anh chị túi này luôn. Túi này đi chợ xài siêu bền, bằng da thật nè. Màu xanh phối với màu trắng nha, độ mới thì không quá cao đâu, nhưng mà nó không có rách lỗi nha. Bên trong thì là lót vải, hàng hiệu của Nhật nha, của Shiso gì của Nhật nè. Và cái lót vải nó có hơi bị có độ cũ cái lót anh chị. À, cái lót này nó có dính dơ hoặc là để lâu thì nó có bong bong thâm thâm á. Nhưng mà mình xài là vẫn vô tư, nó lót vải mình xài rất là ổn thôi. Dây thì mình xách tay hoặc là mình đeo vai ha. Cái này thì không mới nha anh chị nha. Rồi size ngang á là được 30, cao lên là 20, 100.000 cho cái túi này, mã là T79. Cái này không có lỗi lầm, 100.000, có cũ thôi chứ không có lỗi nha. Rồi tiếp theo, cái túi này hôm trước khách hỏi rất là nhiều rồi em chưa chốt được cho khách nè, hàng hiệu của Valentino, da bò dập vân ha. Form này mình đi công việc gì đó mình xách đồ theo rất là tiện luôn, cực kỳ đẹp lạ. Da bò dập vân cá sấu, chỗ này là da bò dập vân đà điểu, nó không có cái da độc lạ, nó chỉ là da bò thật thôi, hàng hiệu của Valentino. Cao lên là được 33, bề ngang là được
28, độ dày của nó là 10 cm. Mình có thể xách như vậy hoặc là mình gắn cái dây vô mình đeo, và túi này độ mới rất là cao. Nó như cái vali thu nhỏ vậy anh chị. Nam nữ vẫn sử dụng được mẫu này. Ở bên trong thì lót là lót vải như vậy ha, có cả dây đeo nè, dây là dây vải như vậy luôn. Bên trong có tác là made in China nha anh chị. Rồi có mấy ngăn nhỏ nhỏ lót vải màu đỏ. Đó. Bên sau thì nó như vậy. Cái này thì khi mà mình kéo cái vali bự của mình đó, thì mình có thể gắn cái cây đó vô trong đây để gài cái này vô trong cái cây vali mình kéo luôn, nó tiện lắm anh chị ơi. Hoặc là mình đi du lịch gì đó, mình chiếc qua, sang qua, đem thiệt là nhiều đồ, xong rồi tới nơi mình đem qua một cái giỏ nhỏ về mình xách theo ha, để mình đi khám phá rồi đó, thì mang đồ theo nó gọn nó tiện. Cái này giá rất là tốt nha, da bò dập vân, giá 700.000, mã là T80, 700.000 ha. Cái kiểu dáng nó lạ lắm, T80 nha, 700 cho cái túi này. Một cái cặp da đà điểu, cặp này thì nó cũng lạ chất nhưng mà nó không mới ken, khoảng 85%, da thì siêu dày, da siêu xịn luôn, hàng hiệu đó anh chị. Đấy, dán sách như vậy nha, phông mềm. Này nam nữ đều xài được và mình ứng dụng cao, nó da giảm được. Ví dụ như phông hợp, phông cứng á, thì mình đựng tới đó thôi. Hai món, hai bộ đồ là hai bộ đồ. Còn cái này thì nó phông mềm cho nên là nó năng động hơn, mình nhét nhét vô cũng được anh chị ha. Size ngang là 40 nè, cao lên là được 30. Rồi da đà điểu hết nha, màu nâu cũng đà điểu, màu đen cũng đà điểu luôn. Đó. Bên trong thì là lót vải nha anh chị, dán sách tay ha, không có dây đeo đâu. Bên trong là có ghi cái tác hiệu, cái này là hàng hiệu của Made in Spain ha, sản xuất tại Tây Ban Nha, có chứng nhận da đà điểu thật. Bên trong là lót da thật luôn. Đó. Chất ha, chất nhưng mà không phải mới ken. Nên cái này em nghĩ lúc mà nó lúc mới luôn, mới làm ra luôn thì nó cũng không mới hơn này nhiều, tại vì cái da đà điểu này á nó già cho nên là anh chị thấy cái lỗ chân lông nó gù, nó to lên á, mình thấy vậy chứ không phải là bị cũ nha. Nhưng mà dù sao thì cái túi này vẫn xài rồi nhưng mà không có cũ kỹ đó. Rồi cái túi này em đang bán với giá là 1850 và sale nhanh cho anh chị trong những ngày cuối tuần, giá 1.700.000 ha. T81 1.700.000 cho cái túi đà điểu dán cặp. Cái đó thì nam nữ đều xài được hết, không có kén anh chị. Một cái clutch của Roberta Di Camerino, da tổng hợp phối da bò hàng hiệu của Italy, và mới kiểu này thì mình có thể tặng được luôn, mới lắm. Đấy, dán clutch cầm tay nha. Phần này là da mộc nè, phần màu sáng này da mộc, phần màu tối này là da tổng hợp, xước vân tâm đồ dữ lắm ha. Nhưng mà da tổng hợp cao cấp nha anh chị, cầm vô nó mứt rượt ha, nó không có phải là dạng hàng liệu yếu dễ bị nổ bị hư đâu. Size ngang là được 25, cao lên là 18 nè. Roberta Di Camerino, bên trong là khoen khóa dập hiệu hết luôn, lót là lót vải luôn nè. Có cái tác made in mà người ta cắt bỏ rồi thì chắc made in China đó anh chị, có gì đâu cắt bỏ ha. Made in đâu thì mình để đại đó thôi, China cũng đâu có gì là xấu đâu. Rồi cái này em đang bán với giá là 450 và sale nhanh cho anh chị hôm nay là 400.000, mã là T82 ha, 400.000. Giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển, nhưng mà hôm nay em đang có chương trình miễn ship anh chị. Rồi mình khỏi lăn tăn, cứ chốt đúng cái giá đó thôi. Bình thường thì em không có miễn ship đâu nha. Em có combo hai cái này nè, cái này là nó về cùng một lượt, cùng một hiệu á, nhưng mà em sẽ bán riêng từng món nha. Thì em giới thiệu chung như vậy để cho anh chị mình thích á thì mình có thể mua chung. Rồi cái này còn dây nè, một cái là túi du lịch và một cái là cái ba lô, đẹp lắm, hàng hiệu luôn. Đây, gá gá vậy thôi ha, đây này, mới lắm anh chị. Đó, set này mình thậm chí mình mua tặng được luôn á. Nó gồm có một cái ba lô nhỏ và một cái túi du lịch ha. Cái này là cùng một combo, các chị mình có thể mua mình xài du lịch, hoặc là mình để dành mình xài bữa nào mình đi đâu đó, mình đeo chung một combo cho nó đẹp. Phần này là da bò, phần này là da canvas dập hiệu ha. Hiệu này là của thương hiệu của Italy, nhưng mà nó không có làm full da bò thôi, và chất lượng nó cũng rất là cao và nhìn nó đẹp. Cái chất liệu đẹp xịn, xài bền luôn. Size ngang là 40, nó hiện đại anh chị, nhân với cao 24, độ dày là 20 cm, xách tay và đeo có dây đeo nha. Nhưng mà em thấy cái này xách là đẹp rồi, mình đựng 7-8 bộ đồ trở lại rất là gọn, rất là vừa luôn, và giá tốt nên chị, nó không có full da cho nên giá nó cực kỳ tốt mà xài bền lắm nha. Canvas này rất là xịn, trong có tác hiệu của Basilica Italy, có dây nha. Đây, dây thì là dây tổng hợp. Cái này giá 500,
mã là T83, giá là 500.000, rất là đẹp luôn, mới can, mới tặng được luôn anh chị, 500.000 ha. Cái hiệu này là mình cũng hay gặp lắm đó, mà giá nó tốt. T83 giá 500. Mình có thể mua chung cái vali này, cái ba lô này, hoặc là mình mua riêng cũng được, tại vì em bán lẻ riêng ha. Gom combo nhiều khi mình không có nhu cầu hai ba cái. Cái này thì hàng hiệu của Ý nhưng mà nó made in China nha anh chị nha. Cái ba lô này nha. Ở bên trong á thì là lót da tổng hợp nè. Em để cái form sơ sơ luôn cho anh chị thấy nè. Nhiều khi mình không để form á nó không có ra cái dáng thì mình không biết là nó đẹp. Đây. Cái này mình xài được hai kiểu nha. Dán ba lô một dây cũng được, hoặc là mình kéo lên mình xài hai dây quấy hai bên cũng được á. Chất liệu thì y chang cái kia, hàng hiệu nè ha, đẹp lắm. Rồi phía sau này mình có thể mở cái ngăn này, cái ngăn này là nó riêng, ngăn này ngăn nhỏ riêng nè, nó không có thông vô bên trong ha, mình để đồ đẹp và mới, cái này cũng tặng được luôn á. Rồi cao lên là được 32, đáy là được 24. Cái này giá là 580.000, chốt dùm em mã là T84, giá là 580. Đó, mẫu này là ba lô của nữ. Tiếp tục, cái túi lông đẹp lắm. Lông thì hiện tại bây giờ em có hai cái đó anh chị. Có một cái lông này thì nó cổ điển hơn, nó cứng tuổi hơn nè. Lông cầm vô mứt rượt luôn, giống như ở nhà mình có nuôi con chó con mèo vậy đó, mình sờ vô cái lông nó là mứt vậy nè. Nó không có bị khô ha, không có bị rụng lông ha. Cái chỗ này là cái sấy xoáy. Chỗ này nó có một cái vết nhỏ, rất nhỏ thôi, không đáng kể đâu. Độ mới tổng thể phải trên 85-87% và cầm vô nó mướt dữ lắm. Lông thật nha anh chị nha. Dành cho các cô mình xài hàng độc lạ. 27 nè, cái đáy là 31, cao lên là được 16 anh chị. Form cốp, bên trong có dây sách luôn. Rồi lót là lót vải luôn, có kèm cho mình một cái gương nữa nè. Túi này cũng rất là xinh và giá cũng tốt nữa. Cái này giá 480 thôi anh chị ơi. Sách vậy cũng đẹp ha, hoặc là cất cái dây vô. Cái dây cũng phối lông nữa. 480.000, mã là T85. 480 ha, T85 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Còn túi lông nữa, lát để tới khúc túi lông này em giới thiệu luôn. Cái clutch này sale nhanh cho anh chị luôn nè. Roberta di Camerino, cái này 100.000. Da tổng hợp ha, size ngang là được 24, cao lên là được 18. Cái này nam nữ đều xài được và xài cực kỳ bền nha anh chị. 100k cho cái clutch này, không rách lỗi không gì hết, màu cũng rất là đẹp. Không có cái dây sách nha. 100k T86 cho cái túi này. 100k T86. Tiếp theo là một cái túi da lộn màu xanh dương, phối màu xanh nhạt. Cái này da lộn, có độ cũ, không mới ken ha, đi chợ ok. Đó, không có rách lỗi gì đâu. Rồi, form cốp giùm em luôn. Có cái dây đeo, dây cũng là bằng da lộn luôn. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 150. Đó, xài rất là bền nha. Size ngang là được 30, cao lên đó là được 16, 150 cho cái túi này. Mã T87, 150, T87. Rồi cái túi hiệu Russet của Nhật nè, canvas phối với lại da, có độ cũ ha. Cái quai nó có sờn, có gãy chỗ cái quai nhiều nè. Hiệu xịn của Russet, hàng hiệu của Nhật. Cái thiết kế cái túi rất là đẹp, bên trong là lót vải bố, có tác hiệu Russet ngay đây. Nhưng mà cái quai thì nó có hơi cũ, hơi gãy cái quai. Nhưng mà mình vẫn xài được bình thường nha, nó vẫn xài được thời gian đó. Rồi, size ngang miệng là được 30 nè, cao lên là được 36, 100.000 luôn cho cái túi này. Túi này nó nặng lắm anh chị, 100k ha. T88, lưu ý là cái quai em có báo nha, nó hơi sờn gấp, hơi sờn quai. Cái này ba lô da lộn có độ cũ luôn. Rồi cái này thì dụ mình đựng đôi giày hay là những đồ quăng quật thì mình không tiếc anh chị. Da lộn nha và có độ cũ như hình, cũ nhiều, không quá mới. Đó, cũ nhiều như vậy ha. Cái này nữ xài màu xanh. Rồi cao lên nó là được 50, bề ngang là được 30 nha. Hàng hiệu của Hanamori luôn đó, nhưng mà nó cũ. Đó, này thì nó cũng sờn nhiều nè. Cái phần da lộn anh chị thấy nó có độ sờn nhiều ha. Rồi khoen khóa thì oxy quá luôn. Bên trong thì là lót vải, bên trong thì ok nè. Hàng của Hanamori, 100.000 cho cái túi này. Lưu ý túi này có độ cũ nha, phù hợp với nhu cầu sử dụng, với mức giá rẻ thì mình hãy chốt cái này ha. T89, 100k. Rồi cái này là cái bao tử vải nè. Bao tử vải rất là mới. Bao tử này dường như chưa có xài. Và bằng vải gọn nhẹ, tủ tim xài ok. Mua cho em cháu mình xài cũng được.
hoặc là anh nào chị nào mình thích trẻ trung gọn nhẹ mình lấy này, nó nhẹ lắm, 35 nhân với lại 18. Cái dây kéo là anh chị thấy người ta giấu vô bên trong là thường những cái hiệu hàng hiệu bây giờ thì người ta hay làm như vậy anh chị ha, giấu bên trong kiểu thời trang hàng hàng xuất rồi đó. Này ghi chữ Made in Việt Nam nè, rồi phía sau lưng có cái đệm luôn ha, để coi cái này giá bao nhiêu, sale luôn cho anh chị hôm nay luôn. Rồi sale nhanh cho mình cái này với giá là 290, mã T90, giá là 290.000, mã T90 cho cái này. Cái này thì còn mới lắm anh chị, mình về mình giặt sơ là ok, và giặt thì cũng bình thường thôi tại vì nó full vải mà. Một cái clutch này của Renoma bằng da nhưng mà cũ. Này đựng giấy tờ, quân cấp xe đồ ok anh chị, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn ha. Đây cái góc nó như vậy nha, người ta xài nhiều cái góc nó như vậy. Rồi, tag Renoma đây. Hoặc là mình mua mình lấy phụ kiện mấy cái tag mấy cái này kia. Renoma Made in răng bên trong lót da bình thường, xài ok, khóa kéo luôn. Trên khóa kéo cũng dập hiệu luôn ha. Này sale tiếp tục nè. Size ngang á là được 26, cao lên là được 18, 100.000, T91, 100k. Cái này có độ sờn, độ cũ như trên hình nha anh chị. Túi da bò. Đây, túi da bò xách tay. Size ngang á là được 33, cao lên là 22. Độ mới này khoảng cỡ 79-80%, không có rách lỗi nha. Bên trong là lót phun sơn nhưng mà nó mới ken hả, nó không có vấn đề gì hết anh chị, không phải lăn tăn đâu. Dán xách tay công sở. Cái này 380.000, mã là T92, 380 T92 nha. Kích thước đo chưa ta? 34, 33 gì đó nhân với lại 21. Dán xách đó, chất liệu da thật nha anh chị nha. Da thật. Rồi cái siêu phẩm Goldfield thì em còn, em không có khuyến mãi gì thêm anh chị, anh chị cứ xem giá trên đó thôi. Hôm nào mà em có giảm giá khuyến mãi hay là tặng phẩm gì đó thì tự động em sẽ báo với anh chị thôi. Còn giá em đã lên video rồi thì y như vậy và em bán nha, không có cái giá khác hơn. Còn mình mua nhiều mua ít gì đó, nó cũng y vậy hà, nó không có chương trình gì khác, tại vì giá em bán đã rất là tốt rồi anh chị ha, cho nên là mình cứ căn cứ vô đó mình mua thôi, mình khỏi phải lăn tăn suy nghĩ gì đâu. Rồi để em sẽ dồn cái form này sơ sơ lên cho anh chị xem. Này đáng lý là mình để cái form nhiều lên á thì mình nó rõ cái dáng của cái túi hơn. Này là siêu phẩm nha, siêu phẩm hàng hiệu của Đức, form du lịch đây. Sơ sơ nha anh chị, khi mình đựng nó phồng cái này lên nữa nó đẹp lắm ha. Anh chị đợi em tí đi, em sẽ để cái form vô luôn. Đây, để cái form vô mình thấy cái túi nó mới đẹp. Khi mình đựng đồ, cái này mình đựng khoảng 6-7 bộ là ok. Cái này siêu phẩm cho nên là giá nó mấy triệu á, 2 triệu mấy, 3 triệu gì em quên rồi, 3 triệu mấy gì á. Và giá nó chỉ chưa tới 1 phần 10 của cái giá trị mới của cái túi này. Mình có thể search thử cái chữ Goldfield Bag hoặc là Goldfield Travel Bag đó trên mạng ha. Mình search tiếng Anh thì nó dễ hơn. Thì á, mình sẽ ra được một loạt những cái website người ta bán, và một cái web ở Nhật mà em hay tham khảo giá đó thì là người ta bán những cái túi hàng hiệu này rơi khoảng cỡ 5-60 triệu cho một cái túi du lịch hiệu này. Và nó lớn hơn nha, thì những cái này thì khoảng 20-30 triệu là bình thường anh chị ha. Cho nên mình mua với mức giá khoảng 1 phần 10 của cái giá trị của nó thôi. Và như cái túi, cái size này mình ra ngoài Bia Cạc Đin An Phước rồi đó, thì mình xem cái túi nó rơi vào khoảng cỡ gần 10 triệu á anh chị. Người ta bán giá cũng cao ha, tại vì chất lượng nó cao. Size ngang là được 38 nè, cao lên là được 24, độ dày của nó là được 22cm. Rồi, mẫu này thì độ mới khoảng cỡ 88-89-90% cộng luôn, rất là mới nha. Thì dĩ nhiên nó cũng phải có những cái vết nhẹ nhẹ rồi, tại vì không có cái hộp. Hàng cổ điển anh chị, Goldfield hàng hiệu của Đức, và cái dòng này là cái dòng hàng handmade của Đức luôn. Này thì là dạng túi du lịch ha, Goldfield West Germany. Bên trong thì nó có một cái ngăn nhỏ cho mình nữa nè, lót là lót vải luôn, và nó không có dây nha, không thiết kế dây anh chị. Mẫu này rất là gọn, nam nữ đều sử dụng được, và nhiều khi mình cần đi công tác hay là cần đi du lịch gì ngắn ngắn á, thì cái túi này là phù hợp nhất luôn và xài siêu bền. Giá của nó là 3.200.000, mã là T 93, giá 3.200.000, T93 nha anh chị nha, 3.200.000. Và giá siêu tốt rồi, không có giảm gì thêm ha. Đây em còn một cái túi lông nè.
túi lông này cũng đẹp nhưng cái dáng nó khác cái túi kia. Đây, cái này lông thật á, mướt rượt luôn. Rồi có miệng cốp nè, cái này không biết lông con gì, anh chị có thể lông bò, lông thỏ gì á, nó cũng mịn dữ lắm nha. Rồi ta không có ghi á, nhưng mà mình cái này giá em sẽ sale nhanh cho anh chị nè. Bề ngang của nó sẽ được đó là 24, là em đo luôn cái phần lông ha, cao lên đó là được khoảng 28. Em sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 500.000 ha, 500, đang bán 580 T94, giá 500.000 cho cái túi này. Rồi tiếp tục combo ba cái túi này nè anh chị, ba cái này nó có độ cũ nè và có độ lỗi sơ sơ á. Rồi một cái case bay New York, cái quai nó bị gãy như vậy ha. Bên dưới thì vải, cái vải này mình thấy mình lấy mình may túi đồ này kia cũng rất là êm, tại vì vải xịn nha. Bên trong thì còn rất là ổn, nhưng mà cái quai nó hư hai cái quai nè, hàng hiệu của New York luôn. Size ngang là được 41, cao lên là 25. Rồi một cái cặp này hàng hiệu của Italy, có độ cũ ha, độ cũ, độ sờn trên cái quai, trên cái phần da này nó sờn cũ nhiều, còn phần vải là ok. Cái này anh chị nào mà mình xì ba đồ đó, mình lấy phụ kiện vậy mình may túi khác, sửa túi khác cũng ok lắm, hàng hiệu nha. Bên trong rất là đẹp nhưng bên ngoài cái da nó cũ anh chị, gốc thì nó cũng có bị bong ra như vậy luôn ha. Cái này dán cặp, size ngang là được 42, cao lên là được khoảng 29-30, với kèm theo một cái này luôn đi, bán combo cho nhanh à. Túi này thì là da tổng hợp họa tiết bản đồ, chứ không phải là cái túi bản đồ Ý nha. Tổng hợp họa tiết bản đồ thôi, không phải là cái martini ha. Rồi, ở cái phần da tổng hợp chỗ này nè, nó có bị sờn. Ba cái này em bán combo lỗi nha anh chị, có lỗi có báo ha. Rồi bên trong là lót vải như vậy, mình vẫn xài được thôi, nhưng mà nếu mà mình còn nó cao cấp hơn thì mình chọn những cái khác giá cao. Còn này em bán combo giá rẻ thì nó chỉ được tới đó thôi anh chị. 37 nè, cái đáy là khoảng là 38-39 nè, cao lên là được 28. Một cái, hai cái, ba cái, mỗi cái đều có vấn đề riêng của nó nha, và em đã báo kỹ rồi. Combo ba cái này giá 200.000, mã T95. 200 T95 combo ba cái luôn, bán vậy cho nhanh anh chị ơi. Rồi cái vali em còn nè, vali em sale nhanh cho anh chị nè, vali đen. Em hiện tại bây giờ em còn một cái vali nâu nữa, nhưng mà em không có để ở đây rồi. Để em giới thiệu trước, sale trước cái vali đen này ha. Cái này là hàng hiệu nha anh chị. Vali dạng vali tài liệu á, cầm cái vali cái là thấy công sở thành đạt liền ha. Hoặc là mình nhiều khi á, mình không có đi làm công sở nên kia, mình mua vali mình không biết làm gì, thì em thấy các anh các chú mình hay có thói quen hoặc là cái sở thích là mình sưu tầm những cái đồ nhỏ nhỏ bằng đồng hay là bằng vật nhỏ đó ha, để sưu tầm độc lạ đó, thì mình có thể mua thêm cái vali như vậy, bản thân đó mình sưu tầm luôn, rồi sau mình đựng mấy cái đồ đó ha, lâu lâu lấy ra coi. Size ngang á là được 45, cao lên nó là được 32 nha. Độ dày của nó sẽ được là 10, khóa số hiện tại là 6 số 0. Và cái khóa này á, thì mình đổi khóa cũng rất là dễ nha anh chị. Mình đổi khóa thì ở những cái sản phẩm trước thì em đều có chỉ anh chị rồi ha, và trên mạng người ta cũng có ghi luôn nữa đó. Mình đổi khóa thì mình chỉ cần là gịch cái này qua rồi mình đẩy cái số theo ý mình là được. Ở bên trong á, thì là lót vải dập hiệu nha. Cái hiệu này là hiệu Hadi Ami của London ha, và được sản xuất bởi cái Maruem, là một cái công ty của Nhật. Cái này được sản xuất tại Nhật nhưng mà cái hiệu là hiệu châu Âu ha. Rồi bên trong lót vải như vậy, không có gì để chê. Và mình có thể tăng đưa thêm anh chị. Cái mấy nút này là để tăng đưa nè. Đây, mình tăng đưa thêm được khoảng mớ như vậy. Chỗ này nè ha. Rồi, cái túi này á, thì không có mới ken, nó có độ cũ bên ngoài nhưng bên trong thì ổn nha. Bên trong thì ổn nhưng mà bên ngoài có độ cũ, có độ trầy, có độ sờn. Nhẹ nha. Đó. Nhưng mà anh chị mình đi tìm mà những cái vali mà độ mới cỡ này nó cũng hơi hiếm rồi đó. Dĩ nhiên phải có độ cũ ha. Đó. Em đang chối cái đèn vô cho nên là có cái vết gì là mình thấy rõ ràng hết luôn ha. Đó, không có dấu lỗi đó anh chị. Rồi. Cái này là mình lau sơn lại Vaseline hay là mình đánh xi lại là cái là nó đẹp gái lên liền. Góc nó hơi sờn nhẹ nha. Cái này em đang bán với giá là 3950 và siêu khuyến mãi cho anh chị hôm nay với giá là 3,7 triệu nha. Chốt giùm em mã là T96, 3,7 triệu. Là giá siêu rẻ rồi anh chị. Bình thường vali là nó rơi khoảng cỡ tầm 6 triệu mấy. Nếu mà nó mới hơn, nhỉnh hơn chút xíu rồi. Còn cái này là 3,7 triệu là giá quá tốt rồi. Rất là khó để tìm được cái đồ mới như vậy ha. Rồi,
Chắc là em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị nha. Em vẫn còn những cái chương trình khuyến mãi khác đang chờ để lên video vào những cái video sau. Hai ngày cuối tuần thì em liên tục lên video và mỗi video nó ngắn như vậy, và mỗi video đều có những cái chương trình khuyến mãi riêng cho từng sản phẩm khác nhau hết. Mình có thể theo dõi ha, và hy vọng là cả nhà mình sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách mình nhấn đăng ký kênh, cũng giống như là nhấn like, share những video của shop và theo dõi, xem, tương tác, ủng hộ shop khi em có video mới anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.